Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án tham mô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đơn vị thu phí Bệnh viện Thủ Đức. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Tuyết Nga, nhân viên thu phí, bị truy tố về tội tham mô tài sản. Bị can Đỗ Thị Quý, nhân viên thu phí, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, đơn vị thu phí trực thuộc Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Thủ Đức gồm 51 người, trong đó có một trưởng đơn vị thu phí và 50 thành viên. Nhiệm vụ thu tiền viện phí khám chữa bệnh, báo cáo số liệu thu chi hàng ngày, chịu trách nhiệm sử dụng hóa đơn chứng từ. Đơn vị thu phí sử dụng phần mềm MQHIS để thu tiền tạm ứng, thu tiền viện phí. Mỗi nhân viên thu phí sẽ được cấp một tài khoản. Do đặc thù công việc nên các nhân viên thu phí trong cùng một tổ sẽ biết được tài khoản của nhau để hoàn hủy hóa đơn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của bác sĩ. Bị can Nguyễn Thị Tuyết Nga là nhân viên thu phí thuộc đơn vị thu phí Bệnh viện Thủ Đức. Nga được giao nhiệm vụ tạm ứng, thanh toán viện phí của các bệnh nhân nộp cho bệnh viện và quản lý số tiền này để hàng ngày bàn giao cho thủ quỹ của Bệnh viện Việt Đức. Nga đã thu tiền tạm ứng, làm các thủ tục thanh toán ra viện cho bệnh nhân. Cuối ca làm việc, Nga tự tổng kết số tiền đã thu tạm ứng, lập bảng kê hóa đơn tạm ứng đã thực thu trong ngày. Sau đó, Nga giữ lại bảng kê và tiền đã thu tạm ứng, không nộp cho Bệnh viện Thủ Đức. Để che giấu hành vi chiếm đoạt tiền, bị can Nga lấy thông tin của các bệnh nhân đã đến khám tại bệnh viện nhưng không nằm viện, rồi sử dụng tài khoản MQHIS của Nga và các nhân viên thu phí khác để lập khống các biên lai thu tạm ứng, thực tế không có thu tiền. Sau đó, Nga thực hiện chi hoàn ứng, chi thanh toán ra viện và ghi vào sổ tổng hợp viện phí để cân đối giữa số tiền thu chi nhằm che giấu việc lấy tiền của bệnh viện. Đơn cử, ngày 7 tháng 3 năm 2021, khi trực đêm tại quầy chính, Nga lập bảng kê hóa đơn tạm ứng hơn 993 triệu đồng. Trong đó, thực thu tạm ứng 283 triệu đồng, nhưng không nộp cho bệnh viện và không ghi sổ tổng hợp viện phí. Đồng thời, Nga lập khống hai biên lai tạm ứng của hai bệnh nhân, tổng số tiền 710 triệu đồng. Nga sử dụng tài khoản của hai nhân viên thu phí khác lập khống thêm 4 biên lai tạm ứng của 4 bệnh nhân với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền Nga lập thu tạm ứng khống để thực hiện chi hoàn ứng trong ngày là 2,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Nga khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tiền của Bệnh viện Thủ Đức. Theo 19 bảng kê hóa đơn tạm ứng từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021, Nga đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng của Bệnh viện Thủ Đức. Số tiền chiếm đoạt được, Nga sử dụng kinh doanh quần áo, chạy quảng cáo bán hàng trực tuyến và đến nay không có khả năng hoàn trả. Đối với bị can Đỗ Thị Quý, với vai trò là nhân viên thu phí hành chính, tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2021 có nhiệm vụ kiểm tra đối chiếu giữa chứng từ thu chi do nhân viên thu phí nộp về với sổ tổng hợp viện phí và số liệu thu tạm ứng trên hệ thống MQHIS để lập bảng tổng hợp, nộp cho kế toán kiểm tra, theo dõi. Quý kiểm tra số liệu thu trên phần mềm MQHIS phát hiện tài khoản của Nga và các nhân viên khác do Nga tự sử dụng vào 13 ngày, 12 tháng 1 năm 2021 đến 29 tháng 6 năm 2021, có thu tạm ứng nhưng không ghi vào sổ tổng hợp viện phí. Quý không thể hiện số tiền thu tạm ứng vào các ngày này trong bảng tạm ứng chứng từ. Theo đúng quy định thì Quý phải lập bảng tổng hợp chứng từ thể hiện số tiền thu tạm ứng theo số liệu trên phần mềm MQHIS dù số tiền này không được ghi vào sổ tổng hợp viện phí. Nếu Quý thực hiện đúng như quy định thì bảng tổng hợp chứng từ sẽ bị kế toán trả về do không khớp số liệu. Cụ thể là số liệu trên bảng tổng hợp chứng từ sẽ cao hơn, nhiều tiền hơn so với tổng hợp viện phí và số tiền nộp cho thủ quỹ hàng ngày. Việc làm của Quý đã tạo ra sơ hở trong công tác quản lý nguồn thu, không kịp thời phát hiện việc Nga chiếm đoạt tiền của bệnh viện. Đồng thời, khi xác định Nga giữ các bảng kê hóa đơn tạm ứng, Quý không báo cáo lãnh đạo bệnh viện mà cho Nga có thời gian khắc phục, dẫn đến Nga tiếp tục lấy tiền, không có khả năng hoàn trả, dẫn đến thất thoát cho Bệnh viện Thủ Đức hơn 8,2 tỷ đồng. Cũng liên quan đến Bệnh viện Thủ Đức,
Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Thủ Đức, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Phong. Các bị can bị truy tố gồm Nguyễn Minh Quân, nguyên giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Phạm Vũ Phong, nguyên giám đốc Công ty Nam Phong, Trương Thị Bảo Trân, nhân viên vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Mai Lệ Quyên, nguyên trưởng khoa vi sinh Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Nguyễn Lan Anh, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Theo cáo trạng, ngày 20 tháng 8 năm 2020, Bệnh viện Thủ Đức có kế hoạch triển khai xét nghiệm chuẩn đoán COVID-19 để xét nghiệm tại khu cách ly tập trung trung tâm y tế. Bệnh viện Thành phố Thủ Đức đã tìm kiếm các đối tác đảm bảo nguồn vật tư kit xét nghiệm. Lê Trung Nguyên, nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á đã giới thiệu kit xét nghiệm do công ty này sản xuất cho Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Nguyên còn giới thiệu bạn thân là Phạm Vũ Phong bán kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất trực tiếp từ Công ty Nam Phong với chiết khấu 30-40%. Với vai trò là Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, bị can Nguyễn Minh Quân đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong khi chưa thẩm định hồ sơ, đề xuất của nhà thầu, xếp hạng nhà thầu. Bản chất việc này nhằm hợp thức hóa hồ sơ thanh toán số lượng kit xét nghiệm do Công ty Việt Á và Nam Phong cung ứng trước mà không xem xét năng lực, kinh nghiệm nhà thầu. Hành vi của bị can Quân đã gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức hơn 14,9 tỷ đồng. Bị can Phạm Vũ Phong sử dụng pháp nhân của Công ty Nam Phong không đủ các yêu cầu của nhà thầu nhằm gian dối, thông thầu. Phong đã thực hiện một gói thầu chào hàng cạnh tranh, 4 gói thầu chỉ định rút gọn và 33 gói chỉ định thầu mua kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ Công ty Nam Phong. Ngoài ra, Phong còn có hành vi chi 997 triệu đồng cho nhân viên Bệnh viện Thủ Đức thông qua Lê Trung Nguyên, nhân viên Công ty Việt Á, bạn thân của Phong, để Bệnh viện Thủ Đức thanh toán tiền kit xét nghiệm cho Công ty Nam Phong. Bị can Trương Thị Bảo Trân đã hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu sai quy định để Bệnh viện Thủ Đức thanh toán tiền mua kit xét nghiệm. Bị can Trân đã nhận hơn 997 triệu đồng tiền hoa hồng từ Công ty Nam Phong và đã nộp lại toàn bộ. Bị can Mai Lệ Quyên đã lựa chọn kit xét nghiệm của Công ty Việt Á để Bệnh viện Thủ Đức đấu thầu dẫn đến thiệt hại. Quyên đã nhận 100 triệu đồng từ Lê Trung Nguyên thông qua tài khoản của chồng. Đối với bị can Nguyễn Lan Anh, do tin tưởng hồ sơ thầu đã có quyết định phê duyệt từ bị can Quân nên đã ký hợp đồng với Công ty Nam Phong để mua kit xét nghiệm. Bị can Lan Anh đã ký theo ủy quyền của bị can Nguyễn Minh Quân 8 hợp đồng mua bán kit xét nghiệm với Công ty Nam Phong và Công ty Việt Á, gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Hành vi của bị can Nguyễn Minh Quân và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Bệnh viện Thành phố Thủ Đức số tiền 14,9 tỷ đồng. Những bị can này đã gian dối thông thầu khi thực hiện phi vụ mua bán kit xét nghiệm, thực hiện nhiều chiêu trò tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!